Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Út Chọc dùng bằng giả làm Đinh La Thăng thân bại danh liệt. Út Chọc là biệt danh của Đinh Ngọc Hệ, một con người dính rất nhiều vụ án sai phạm dưới thời ông Đinh La Thăng làm bộ trưởng. Điều đáng nói, Út Chọc không phải là con người có trình độ đúng nghĩa và làm ăn chân chính để đi lên bằng con đường chính nghĩa. Và ở Út Chọc, ông ta rất giỏi luồn lách, móc nối với các quan tham, tính đường làm ăn phi pháp. Để bắt cầu với Đinh La Thăng thì ông Đinh Ngọc Hệ phải tìm cách luồn sâu leo cao trong bộ máy chính quyền, phải nhờ bằng giả lên chức thì mới móc nối được với Đinh La Thăng. Đây là hình ảnh ông Út Chọc trước tòa. Theo cáo trạng được công bố tại tòa, Út Chọc đã mua bảng điểm và bằng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân vào năm 2000 với giá 2,5 triệu đồng. Nhờ bằng giả này, Út Chọc được bổ nhiệm, thăng tiến, nâng ngạch và nâng lương nhiều lần. Thậm chí nhờ bằng giả, Út Chọc đã lên được tới chức thượng tá và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2003 cho đến 2012. Theo truyền thông trong nước, toàn bộ hồ sơ đảng viên đều thể hiện Đinh Ngọc Hệ tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Quốc dân. Tuy nhiên, trước tòa, Đinh Ngọc Hệ nói do dân trí của các bị cáo thấp nên không nhận thức được việc không phải đi học mà lại có bằng là vi phạm. Út Chọc cũng nói rằng vì mình là nông dân, được một số anh em xã hội nói rằng không phải đi học, chỉ cần nộp tiền sẽ có người đi học thay rồi có bằng, nên đã làm theo. Chủ tọa công bố tài liệu cho hay trong các năm 2007, 2010, 2012, ông Hệ đã 3 lần chứng thực về tấm bằng tốt nghiệp trên. Trước chứng cứ này, bị cáo Hệ nói không biết và cho rằng việc truy tố là quá khắc nghiệt. Út Chọc đã làm quen với Đinh La Thăng như thế nào cũng làm câu chuyện được đặt ra ở đây. Nói đến chữ nghĩa thì không phải sở trường của Hệ, nhưng nói đến móc nối và quan tham thì Hệ là một tay cự phách. Với tấm bằng giả để leo lên làm hàng thượng tá và làm hàng thượng tá, ông ta gạ gẫm kết bạn với Đinh La Thăng. Nguyên tắc chơi với quan tham thì không có gì ngoài tiền. Với Út Chọc, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Và đó là lý do tại sao Đinh La Thăng và Út Chọc trở nên thân thiết đến như vậy. Theo cáo buộc, được ông Đinh La Thăng giới thiệu thì không chủ đủ năng lực tài chính để tham gia đấu thầu, đấu giá quyền thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Tuy nhiên, Út Chọc, tức là Đinh Ngọc Hệ, đã tìm mọi chiêu trò biến hóa hai công ty của mình từ lỗ thành có lãi. Cụ thể, thông qua mối quan hệ quen biết, sau khi được Đinh La Thăng giới thiệu với Dương Tuấn Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cửu Long, Đinh Ngọc Hệ cùng Phạm Văn Duyệt đã 2 lần đến phòng làm việc của Minh để trao đổi. Qua tiếp cận đề án, xem quy chế bán đấu giá quyền thu phí, ông Hệ biết quy định bắt buộc để được tham gia đấu giá là người tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện như tình hình tài chính lành mạnh, kinh doanh 2 năm liên tiếp 2011-2022 không lỗ, nếu không gian dối thì không thể chen chân vào đấu giá được. Để gỡ nút thắt khó khăn này, Đinh Ngọc Hệ đã trực tiếp gọi điện cho Đinh La Thăng để nhờ Thăng giới thiệu Đinh Ngọc Hệ với Tổng Giám đốc Công ty Cửu Long, ưu tiên cho Công ty Yên Khánh được tham gia đấu giá quyền thu phí đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh và Trung Lương. Đây là hình ảnh về ông Đinh La Thăng. Thực tế, Công ty Yên Khánh mới thành lập vào năm 2005. Công ty An Khánh được thành lập năm 2010, kinh doanh thua lỗ, không đủ điều kiện để tham gia đấu giá, không có năng lực tài chính để thanh toán tiền trúng thầu đấu giá. Nhờ sự đảm bảo của ông Đinh La Thăng, Hệ đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên cho công ty thực hiện hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ tham gia đấu giá rồi nộp. Được sự đảm bảo của Đinh La Thăng nên bộ hồ sơ này sai sót ngày được chấp nhận. Không biết trước đó Đinh Ngọc Hệ có cho Đinh La Thăng những bổng lộc gì hay không, nhưng rõ ràng Đinh La Thăng đã giúp đỡ Hệ trong vấn đề giành lấy kết quả đấu giá một cách rủi ro lớn, có thể dẫn đến thân bại danh liệt. Đinh Ngọc Hệ bị án tù chung thân, còn ngoài ra, ông còn bị Viện Kiểm sát tòa sơ thẩm tuyên chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 13-14 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tổng hợp hình phạt là chung thân. Và câu hỏi đặt ra là tại sao Đinh Ngọc Hệ lại chịu án rất nặng? Báo chí Việt Nam cũng đưa tin, Viện Kiểm sát cho rằng cựu thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ là ngoan cố chối tội, khai báo quanh co, kéo cả người trong gia đình phạm tội. Hệ là quân nhân nhưng thành lập nhiều doanh nghiệp, là chủ mưu hành vi gian dối, thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản nhà nước. Bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào. Về trách nhiệm dân sự,
Viện Kiểm sát đề nghị cáo buộc ông Hệ bồi thường toàn bộ 725 tỷ đồng chiếm đoạt của nhà nước và bồi thường 3 tỷ đồng trong vụ mua căn biệt thự công ty Lee Cooksey 13. Đây là hình ảnh ông Út Chọc bị đề nghị mức án chung thân. Mức án của Hệ rất nặng so với mức án 10-15 năm tù dành cho ông Đinh La Thăng, với vai trò nâng đỡ Út Chọc trong dự án đấu giá thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Đáng lẽ ra tội không thể nhẹ hơn Út Chọc, nhưng căn bản Út Chọc không được ưu tiên giảm nhẹ vì Út Chọc không phải là ủy viên Bộ Chính trị. Đảng Cộng sản Việt Nam thường có luật bất thành văn là cứ quan chức càng cao thì tội càng nhẹ. Đinh La Thăng đã bị dính bẫy của Út Chọc và kết quả ông phải chịu thêm một mức án mới đến hơn 10 năm. Đây là một bài học cay đắng đối với ông Đinh La Thăng. Có lẽ ông Đinh La Thăng đã ỷ lại cái bóng quá lớn của người cao cấp hơn và người chịu trách nhiệm quản lý ông, đó là cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, mà quan hệ làm ăn với Út Chọc mới hớ hênh như vậy. Và hôm nay ông Đinh La Thăng đã phải trả giá cho điều đó. Sự thất bại của ông Nguyễn Tân Dũng vào năm 2016 cũng là một bước ngoặt. Chính nó là bước khởi đầu đưa sự nghiệp của Đinh La Thăng lao xuống dốc không phanh. Và Đinh La Thăng còn nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi cái ngày ông bị bỏ tù. Tuy nhiên, dường như thực tế cũng không công bằng khi bản thân ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí Thư lại không hề chịu trách nhiệm gì cả. Ông Đinh La Thăng cũng phản cung theo báo chí của Việt Nam. Tại phiên tòa, ông Thăng đã không thừa nhận các hành vi được xác định trong cáo trạng. Ông Thăng cho rằng các cáo trạng quy định ông sai phạm 6 hành vi thì 5 hành vi không đúng, dẫn đến toàn bộ cáo trạng đều là suy luận, quy trục. Cụ thể, ông Thăng không thừa nhận mối quan hệ với Đinh Ngọc Hệ, tức là Út Chọc 49 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng, không có quan hệ họ hàng, kinh tế hay chính trị gì với Đinh Ngọc Hệ, không giới thiệu với cấp dưới để Hệ liên tiếp cận tham gia đấu giá quyền thu phí cao tốc Trung Lương. Ông Thăng cũng phủ nhận lời khai của ông Dương Tuấn Minh, Tổng Giám đốc Công ty Kiều Long. Ông Đinh La Thăng cũng phủ nhận cáo trạng và lời khai cấp dưới. Tất nhiên rồi, bị cáo phải phủ nhận cáo buộc cho đến khi tòa có đủ bằng chứng kết tội. Cũng theo cáo trạng, khi ông Đinh La Thăng còn là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, với vai trò này, ông Thăng đã ký văn bản gửi Thủ tướng đề nghị tiếp nhận lại đề án chuyển giao quyền thu phí đường cao tốc này và tiếp tục tìm kiếm đối tác bán quyền thu phí để thu hồi vốn. Cáo trạng ghi rằng kết quả bán đấu giá quyền thu phí thực hiện không đúng quy định của pháp luật, không thông qua các tài liệu do Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng được giao trực tiếp phụ trách, chỉ đạo gửi ông Đinh La Thăng báo cáo. Ông Thăng, ông Hệ, ông Trường cùng một số cán bộ khác dưới quyền ông Thăng bị cáo buộc làm thiệt hại tài sản nhà nước 725 tỷ đồng trong dự án đường cao tốc Trung Lương. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tân Dũng đã rút lui, còn ông Đinh La Thăng thì ở lại và gặp họa. Dù ông Thăng không nhận tội, nhưng đại diện Viện Kiểm soát cho rằng hành vi sai phạm của ông Thăng đã có trong hồ sơ vụ án. Việc truy tố đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng mức án từ 10-11 năm tù về tội vi phạm quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bằng chứng ông Đinh La Thăng và Đinh Ngọc Hệ có mối quan hệ bất thường như sau. Vào chiều ngày 19 tháng 12, đại diện Viện Kiểm sát đọc lời khai của các nguyên thư ký và thư ký của ông Đinh La Thăng. Họ đều khẳng định nhìn thấy Út Chọc nhiều lần đến văn phòng của ông Thăng để làm việc. Về mối quan hệ giữa ông Thăng với Út Chọc, cơ quan công tố chỉ ra lời khai của những nhân chứng và một số bị cáo trong vụ án, chứng minh hai người có quen biết, gặp gỡ và trao đổi. Theo đó, ông Thăng từng khai quen biết Hệ vào khoảng năm 2012-2013, sau đó có một số lần Hệ lên gặp cựu Bộ trưởng tại văn phòng của Bộ Giao thông Vận tải. Khi biết Hệ làm công ty Thái Sơn thuộc Bộ Quốc phòng, bị cáo Thăng và Hệ đã có điện thoại liên lạc với nhau. Như vậy, cả thư ký và của ông Thăng đều khẳng định nhìn thấy Út Chọc nhiều lần đến văn phòng của ông Thăng để làm việc. Tuy nhiên, họ không biết nội dung các cuộc trao đổi. Riêng nguyên thư ký Nguyễn Xuân Ảnh khai được nghe ông Thăng cho biết Đinh Ngọc Hệ là người quen thân của một người trong Bộ Quốc phòng. Đây là hình ảnh Viện Kiểm sát cấp cao buộc Đinh La Thăng trước tòa phải nhận tội. Ngoài ra, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cũng khai Út Chọc nhiều lần lên phòng làm việc của ông Đinh La Thăng và nhiều người trong bộ máy này biết mối quan hệ giữa hai người đó. Tại tòa, bị cáo Dương Tuấn Minh là Tổng Giám đốc Tổng Công ty Kiều Long cũng khẳng định ông Thăng gọi điện cho bị cáo để giới thiệu Đinh Ngọc Hệ tiếp cận các dự án của Tổng Công ty Kiều Long, đốc thúc Minh bố trí thời gian gặp gỡ. Viện Kiểm sát đánh giá lời khai của Minh có căn cứ.
và cơ quan điều tra cũng đã tiến hành kiểm tra cuộc gọi đi của ông Thăng và ông Minh. Cơ quan công tố cho rằng tất cả các lời khai là có cơ sở xác định bị cáo Đinh La Thăng đã giới thiệu hệ tiếp xúc với Dương Tuấn Minh tham dự dự án công ty Cửu Long, trong đó có dự án chuyển giao quyền thu phí. Như vậy là ông Đinh La Thăng đã không thể chối cãi được nữa. Không biết hội đồng xét xử sẽ định khung hình phạt cho Đinh La Thăng như thế nào, và chúng ta tiếp tục chờ xem ở những ngày tới đây sẽ có những diễn biến trước tòa đặc biệt gì thêm nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020 với bản tin Út Chọc dùng bằng giả làm Đinh La Thăng thân bại danh liệt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.